Này. Đấy, Mận, Mận ơi, lại bắt nạt anh mực à. Đấy. Bà Mận. Bà Mận, bà cứ bắt nạt mực à. Đây 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 đây, lại đớp mất cái hoa của mẹ. Đấy, cái hoa của mẹ đẹp như thế này mới nở mà bà nho bà vừa định đớp xong. Cứ cái hoa nào ra là bà ấy đớp. Lạ thế chứ lệ. Hoa hậu ghẻ ơi, hai hoa hậu ghẻ của mẹ ơi. Ghẻ xấu gái kinh luôn á. Suốt ngày ghẻ, đúng là cái giống nhà nó, đứa nào cũng ghẻ. Đứa nào ghẻ? Hả? Đứa nào ghẻ? Đứa nào ghẻ? Ghẻ xấu gái này, ôi giời ơi, cứ suốt đời ghẻ. Mẹ mua cho cả viên thuốc gần 1 triệu một viên á, Bravecto á. Mà cũng có khỏi đâu, mà có khỏi gì đi chăng nữa thì cũng 1-2 tháng nữa lại bị lại. Trời ơi, cái giống này của nó là sống chung với lũ thôi, suốt đời ghẻ thôi cô chú ơi, không khác được đâu. Wow, thơm quá, mẹ ngửi hoa thơm quá. Này đừng có hàng hái hoa của mẹ nha chưa. Đấy đấy đấy, bà lại định hái lại. Thôi nha. Thì thấy cái hoa nào của mẹ là hái là sao? Lạ thế chứ lị. Thôi nha, không có đớp hoa của mẹ nha. Nha, không đớp hoa của mẹ nha. Chùm cốc. Thôi nha, không đớp hoa của mẹ nha con. Đấy, 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 bà Mận, đấy, biết ngay mà nhìn thấy hai chị em nhà nó chỉ cứ đi đớp hoa. Đập hoa để cành của mẹ. Đấy, mới lạ đời chứ lệ. Đấy, hoa sen này có mấy cái hoa cái nụ kia kìa. Ôi, tả tơi rồi. Đấy, 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 ra lại hái hoa của mẹ, đấy. Hai chị em nhà nó phá hoa của mẹ, suốt ngày phá hoa của mẹ thôi, đứa nào hư? Ừ? Đây này đấy, hoa đồng tiền đẹp như thế này mà lại định phá của mẹ đấy. Thôi Mận, ra đây. Mẹ phạt mới được. Phạt. Phạt hư này. Ai ơi, đây này, đây hai chị em nhà nó đang cắn mẹ. Ơi trời ơi, mực ơi, bênh mẹ ơi trời ơi. Mực ơi, đấy, mực đang cắn chân nhỏ. Bênh mẹ đi. Đấy, mẹ phạt con Mận là con nhỏ nó bênh anh chị nó đấy, kinh chưa? Ai trời ơi. Ai? Mận cắn mẹ đau nhá. Đấy, bắt nạt lại mẹ thấy chưa, mẹ phạt thế là tức quá, bắt nạt lại mẹ kìa. Ghê gớm, cái con này nó ghê gớm này, con này ghê gớm này, con Mận này này đấy. Ghê gớm lắm kìa, nó không hiền đâu, cô chú cứ nghĩ nó hiền, nó ghê gớm lắm ấy. Ghê gớm chưa, đấy, bị mẹ phạt thế là tức quá ra cắn mẹ. Mực ơi, ra đây mẹ bế nè. Chỉ có mực là ngoan nhất thôi, còn hai cái con hoa hậu ghẻ này nó đáo để lắm. Mẹ thương mực nhá. Hai chân dê. Yeah. Hai chân nhảy lên. Mẹ thương mực. Nè, mẹ thương mực lắm. Đúng rồi. Dê. Yeah. Yeah. Đứng hai chân lên. À không. Ai ơi, cắn rồi. Ôi tụt quần mẹ. Ai ơi, cắn quần. Ôi rồi thôi, được rồi, mẹ thương cả ba đứa. Đấy, thấy chưa? Cô chú cứ bảo nó không biết gì, thấy chưa? Cứ bảo chê nó mấy cái ấy, nó là ra nó cắn đấy. Cắn quần mẹ xém nữa tụt luôn kìa, là kéo quần kìa. Ghê gớm chưa? Rồi. Ra cắn mẹ thế là mực lại bắt đầu là trừng trị, lại phạt nho bằng cách là bênh mẹ. Đấy, cứ bảo nó không biết gì. Ôi trời ơi, Mận ơi. Mộng năng nặng mông. Bị ngã xuống ao bao nhiêu lần rồi mà cứ suốt ngày đứng thế. Đấy, lại ngã xuống ao bây giờ. Nhanh lên. Đấy, mới ngã xuống ao mực mấy hôm trước rồi lại bắt đầu ra bờ ao ngắm hoa, mới lại ngắm cỏ để làm gì, để cho nó rơi xuống. Mẹ đánh nha, không có bênh nha. Mẹ đánh con nho nha. Ngồi xuống. Nào, ngồi xuống. Mẹ đánh nào. Mẹ đánh con nho nào, mẹ phạt nào. Mẹ phạt con Mận vậy. Mẹ phạt con Mận này. Mẹ phạt con mận này. Cái mông đít này, cái mông đít mập thế này thì đánh có đau đâu. Mập cái này này. Này. Mập thế này. Ai đấy, thấy chưa con nhỏ. Ấy trời ơi, con nhỏ ơi. Mẹ phạt con Mận là con nhỏ nó bênh chị nó này, kinh chưa. Ôi dồi, đau quá đâu. Đau tay mẹ này, đau tay mẹ, chết chưa. Nó chỉ chăm chăm nó bênh chị nó thôi. Mới phạt được một phát vào mông, mông nó toàn mỡ như thế thì, béo như thế thì nó có đau đâu mà bênh chị nó, kinh chưa. Đấy,
hai chị em nhà nó đấy, cứ đánh em nó thì chị nó bênh, đánh chị nó thì con nho bênh, kinh chưa? Hai chị em nhà nó bênh nhau ghê gớm chưa? Nào mẹ đây, mẹ phạt nhé, mẹ phạt cái con này nhá. Đứa nào hư nào đấy, cứ thấy cầm cái roi là thằng Mực lại bắt đầu lại định bênh nó đấy. Này không có bênh nhỉ, đây này mẹ đánh con nho nha. Đấy con Mận lại ra cắn bậc đấy, thấy chưa? Con Mận này, con Mận thấy là mẹ đánh con nho là ra là bắt đầu là bênh đây này, cắn cả roi luôn kia kìa. Đấy chưa, ghê gớm chưa? Ghê gớm lắm chứ không có hiền đâu. Mẹ phạt nè. Nào mẹ phạt, phạt con nho này. Nào nằm xuống phạt, phạt con nho. Mẹ phạt con nho. Nào đưa đây mẹ phạt con nho. Ai dồi ôi con Mận này, thấy chưa? Con Mận nó bình. Úi dồi con Mận này, úi dồi ôi này con Mận này, nó răng cái roi, nó xé bỏ cái roi này, nó không cho đánh, nó không cho phạt con nho, kinh chưa? Đấy cô chú thấy chưa, nó bênh nhau chậm chập, hai chị em nhà nó tấn công mẹ luôn đấy chứ, ghê gớm lắm này. Đấy nó thấy mẹ la nho này, thấy mẹ đánh nho là nó bênh chậm chập luôn, ghê gớm chưa? Cái con Mận này này ghê gớm này, cái con Mận này ghê gớm này. Nè mẹ đánh nho, mẹ đánh con nho nè, nằm xuống đấy, thấy chưa cô chú, đấy úi dồi, thấy chưa? Nhiều lần chứ phải một lần nhá, rõ chưa? Nó ra nó răng roi, răng gậy nó xé bỏ chứ nó không cho đánh đâu. Gớm chưa? Gớm mặt chưa? Mẹ đánh nha, hư lắm nha. Thế không phải là hay đâu, mẹ phạt con nho nha, con nho hư mẹ phạt nha. Mẹ phạt con nho nha, đấy, mẹ phạt con nho nha, hư nha. Đấy, thấy chưa? Con Mận ra bình đấy. Thấy mẹ phạt đít con nho là ra bình á, ghê gớm lắm kìa. Đấy, hai chị em nhà nó thương nhau lắm, suốt ngày nằm sát nhau, bênh nhau chậm chập. Mẹ đi tắm nha, mẹ tắm cho hai đứa nha, thấy không?